Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi bị phương Tây cô lập kể từ khi Crimea sáp nhập Nga đã đạt được một cuộc gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Hoa Kỳ Obama vào hôm 28 tháng 9 sau gần 2 năm bị lánh mặt. Đó chính là kết quả của một loạt những hành động điều binh khiển tướng đầy bất ngờ của ông trong thời gian gần đây tại Syria. Cả hai bên cùng nói rằng họ đang tìm cách thức để hợp tác với nhau nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria. Theo đó, hai bên đã thống nhất quân đội hai nước sẽ phối hợp để tránh va chạm nhau trong cuộc nội chiến tại Syria. Với việc Moscow luôn ủng hộ Tổng thống Syria Assad và muốn nắm giữ một vị thế quan trọng tại khu vực Trung Đông, các nhà phân tích cho rằng các động thái của Nga đã buộc Washington phải từ bỏ mục tiêu lật đổ ông Assad, ít nhất là trong thời điểm này. Cựu quan chức chính quyền Obama, ông Phil Gordon nhận định, Nhà Trắng cần phải tìm ra cách thức mới để chấm dứt cuộc nội chiến Syria, trong khi đành phải chấp nhận việc ông Assad chưa thể rời đi. Điều cần thiết bây giờ là một tiến trình ngoại giao mới, đưa mọi bên liên quan vào bàn đàm phán và nhất trí về một thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột, kể cả khi điều đó có nghĩa là câu hỏi về việc ông Assad đi hay ở sẽ bị trì hoãn. Cho dù Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh quan điểm rằng ông Assad không còn quyền hành hợp pháp và phải ra đi, các quan chức nước này từ lâu vẫn hiểu rằng không có cách nào để đạt được mục tiêu cuối cùng mà không phải trả giá. Chính vì thế mà trong nhiều tháng qua, Hoa Kỳ dường như đã chấp nhận thực tế ông Assad vẫn tại vị và luôn khẳng định rằng mục tiêu của họ là đánh bại IS chứ không phải đánh bật Assad.